Câu 3, đề 9, thực chiến đề lý. Hai vật 1 và 2 dao động điều hòa quanh một vị trí cân bằng cùng phương cùng tần số ngược pha nhau. Điều nào sau đây là đúng? Ý A, vật 1 đi qua vị trí cân bằng thì vật 2 ở biên, câu này sai. Ý B, vật 1 và vật 2 cùng đi qua vị trí cân bằng cùng theo một hướng, câu này cũng sai. Ý C, vật 1 ở vị trí biên thì vật 2 ở vị trí cân bằng, câu này sai vì nó ngược pha nhau mà đúng không? Ý D, vật 1 và vật 2 luôn chuyển động ngược chiều nhau. Câu này đúng. Ta chọn ý D. Chúc em học tốt.